Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Có lẽ là xin cảm ơn chị Connie, xin cảm ơn chị Connie perform rất nhiều. Kính thưa quý vị, trước khi hát tiếp, Cẩm Vân xin có một vài lời đến với quý vị. Trước tiên, Cẩm Vân xin được kính chúc quý vị một buổi nghe âm nhạc Trịnh Công Sơn thật nhiều hạnh phúc. Và Cẩm Vân cũng xin cảm ơn những tình cảm quý vị đã dành cho buổi hòa nhạc hôm nay, cũng như là những tình cảm đã dành cho Cẩm Vân. Cẩm Vân rất nhớ những tràng pháo tay của quý vị. Chắc trong khán phòng này thì cũng có lẽ năm ngoái cũng có nhiều khán giả đã xem chương trình Phúc Âm Buồn của The Friends lần thứ nhất. Và hôm nay lần thứ nhì, Cẩm Vân cũng được hân hạnh được xuất hiện đến với quý vị. Cẩm Vân mong rằng những tình cảm quý vị sẽ là nguồn động lực cổ vũ rất lớn cho Cẩm Vân. Ngay xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Xin chào chị Cẩm Vân. Và cho em hỏi chị Cẩm Vân một câu là năm ngoái chị cũng đã hát cho chương trình nhạc Trịnh của nhóm The Friends, đó là Phúc Âm Buồn. Thì cái cảm nghĩ của chị khi lần thứ hai được mời cho chương trình hôm nay là Để Gió Cũng Đi, thì chị có cái cảm nhận như thế nào? Có khác năm ngoái hay không? Khác là bởi vì Cẩm Vân lo hơn. Là lần thứ nhất thì dù sao là mình mới xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình nhạc Trịnh. Và lần thứ hai thì mình phải hay hơn, cố gắng tốt hơn nữa. Mà Cẩm Vân lo là bởi vì cái chương trình của mình năm nay lại làm nhỏ, thu nhỏ lại, không hoành tráng như năm trước. Nhưng mà Cẩm Vân lại bây giờ, Cẩm Vân lại vững lòng là bởi vì khán phòng càng nhỏ thì càng ấm cúng, phải không ạ? Cẩm Vân xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn. Và Cẩm Vân nghĩ rằng trong chương trình thì là có xếp hẳn cho Cẩm Vân những bài hát. Nhưng mà nếu quý vị có yêu cầu thì xin cho xé rào được không, Lương Vũ? Nếu mà quý vị có muốn nghe Cẩm Vân hát bài nào ngoài chương trình trong cái tờ flyer đó thì cho Cẩm Vân biết để Cẩm Vân có thể sắp xếp được cho mình hát bài nào để tặng cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Và có một người bạn của chị Cẩm Vân đã gửi một bức thư đến cho chị Cẩm Vân, nói là: Dear Cẩm Vân, không biết Cẩm Vân còn nhớ đám thân hữu trường đại học Bách Khoa ngày xưa không? Nay thì mỗi người mỗi ngã, chỉ còn mình đi nghe Cẩm Vân hát. Chỉ vì tình cờ nghe phỏng vấn Cẩm Vân trên đài VNCR, thấy Cẩm Vân vẫn như ngày xưa, thẳng thắn và trung thực, thật là luôn xứng đáng với mọi người. Một bó hoa tặng cho Cẩm Vân cho những niềm ngày xưa, chúc Cẩm Vân luôn thăng tiến trên con đường nghệ thuật và đạt được mọi điều mong ước, nhóm thân hữu Đại học Bách Khoa. Xin cảm ơn những lời viết rất hay, Cẩm Vân rất cảm động. Và Cẩm Vân không biết nhóm thân hữu đó thì ai ở đây có thể đứng lên cho Cẩm Vân nhìn mặt để Cẩm Vân biết được không ạ? Đây à, có nhờ em đây hả? Xin cảm ơn em. Cảm ơn chị. Có không ạ? Có một người, các người bạn nào đã mới viết thơ cho Cẩm Vân đó hả? Đây ạ. Xin chào. Xin mời chị đứng lên. Xin cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức bài Ca Dao Mẹ do chị Cẩm Vân trình bày. Xin mời chị. Cẩm Vân xin trình bày ca khúc này. Đây là một ca khúc mới mà Cẩm Vân có trong album mới nhất của mình. Ca khúc thì cũ, đó là một ca khúc Da Vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng mà lại là mới của Cẩm Vân. Trong tuyển tập mới nhất của Cẩm Vân là Xin Mặt Trời Ngủ Yên, thì trong đó bài hát này là bài hát mở đầu trong album mới nhất của Cẩm Vân. Mời quý vị nghe Ca Dao Mẹ, ca khúc Da Vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay như Luân Vũ quên Sơn một chai rượu đỏ, phải không ạ? Hồi nãy anh Sơn đã làm tắt điện rồi đó. Anh Sơn cho em gửi đây. Anh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì luôn luôn là lúc nào cũng uống rượu chát đỏ. Hôm năm nay thì Cẩm Vân không thấy. Coi chừng lát được tắt điện nữa là anh Sơn có mặt ở đây. Luân Vũ nói chú Sơn cai rượu đi. Chú Sơn đang cười đó. Mẹ ngồi ru con đông đưa vòng buồn, đông đưa vòng buồn. Mẹ ngồi ru con mê qua đầu gành, lại trời mưa tuôn, lại trời mưa tuôn cho đất sợi mềm.
mắt nhòng nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi ru con đông đưa vòng buồn, đông đưa phận mình. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn, giọt lệ ăn năn, giọt lệ ăn năn đưa con về chân tôi nhục chúng thân. Một dòng sông chua cuốn mãi về trời bấp bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lên đây, mẹ ngồi ru con ru mây vào hồ. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê, mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng. Mẹ ngồi ru con đông đưa vòng buồn lòng buồn hoàng. Mẹ nhìn quê hương nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu. Mẹ ngồi trong tuổi còn bơ vơ, thế giới hận thù chiến tranh ngục tù. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lên đây, mẹ ngồi ru con ru mây vào hồ. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương, mẹ nhìn con đi phút giây bàng. Mẹ ngồi ru con đông đưa vòng buồn, đông đưa phận mình. Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi trong năm như thân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ, thế giới hận thù chiến ngục. Tuổi còn bơ vơ, thế giới hận thù chiến tranh ngục tù. Tuổi còn bơ vơ, thế giới hận thù chiến tranh ngục tù. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn. Xin cảm ơn.